Biệt tài của loài báo là leo trèo rất nhanh nhẹn và tính toán chính xác khi muốn nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Điều tuyệt vời hơn nữa là chúng có thể vừa trèo cây vừa tha con mồi. Gần như cơ thể chúng luôn giữ được thẳng đứng, trong khi miệng thì đang ngoạm chặt con mồi. Đây là lần đầu tiên con Legadema giết chết một con khỉ, mà lại là con khỉ đầu đàn. Điều này sẽ khiến lũ khỉ càng dè chừng nó hơn. Cho dù phải mất đến 2 ngày, con Legadema mới ăn hết thịt của con khỉ và bắt đầu cuộc đi săn mới. Nhưng ngay từ bây giờ, lũ khỉ đã nâng cao sự cảnh giác đối với nó. Kỹ năng săn mồi và giết chết con mồi của Legadema là do mẹ của nó truyền lại. Đó là những kinh nghiệm quý báu để loài báo tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Legadema là con báo con duy nhất sống sót trong khu rừng này. Dường như số phận đã chọn nó cho việc tiếp tục duy trì nòi giống. Cha của Legadema, con báo đực bên Ebony, đến từ gốc cây môn trái, đã truyền cho nó gen săn mồi siêu hạng và sự tự tin cần có của một con báo. Con báo đực này chuyên săn những con mồi to lớn hơn nó. Kỹ năng tính toán vô cùng nhạy bén của bên Ebony trong các cuộc rượt đuổi luôn khiến con mồi trở tay không kịp. Khi đàn trâu di chuyển từ đầm lầy ra đồng cỏ, con báo đực bên Ebony không ngờ